nhau. Wow, trời ơi là trời, thật không thể tin được. Bạn gái tôi là phù thủy đã đạt được top 2 thịnh hành mấy bạn ơi. Trời ơi mấy bạn ơi. Mấy bạn đừng để ý đến skin của mình nha. Mình mới tắm biển về cho nên là bộ đồ mình nhìn mặt nó hơi kỳ. Trời ơi mấy bạn ơi, bạn gái tôi là phù thủy đã đạt được top 2 thịnh hành rồi, mừng chết luôn bạn ơi. Mấy bạn nhớ là hãy cày view ủng hộ cho cái series này để giúp cho mình lên được 1 triệu view, lên được top 1 thịnh hành luôn nha các bạn nha. Ok bạn ơi, thì đầu tiên chắc mình nghĩ mình phải đi thay đồ đã, mình mặc đồ thì nó hơi kỳ. Thay đồ xong mình sẽ quay lại chào các bạn nha. Ok đợi mình tí. Bùm chiu. Ok bạn ơi, mình đã thay đồ xong rồi nè, các bạn thấy mình đã đẹp trai lại chưa? Đó, mình đã quay trở lại Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World của các bạn ở đây. Ok bạn ơi, thì bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ phải qua bên quán gọi là trà sữa của Simmy để ăn mừng trước đã bạn à. Tại vì mình đã đạt được gọi là top 2 thịnh hành YouTube, quá vui luôn, phải đi ăn mừng thôi. Với lại là lâu lắm rồi mình chưa làm Mini World cho các bạn xem. Có nhiều bạn nhớ Mini World quá, hỏi mình là sao mình không làm Mini World. Thì bây giờ mình làm lại cho các bạn xem nè. Mấy bạn nhớ là hãy gọi là đăng ký kênh, like, share và subscribe ủng hộ cho mình nha bạn, để mình tiếp tục làm Mini World cho anh em xem nha. Quán sim bên nào? À bên này, quên. Đi uống trà sữa thôi. Ủa mày các bạn ơi, hình như cái này đâu phải làng Hello Team mình đâu ta. Ủa sao tự nhiên thấy nó có gì đó hơi lạ lạ mấy bạn ạ. Ủa mấy bạn có thấy gì lạ không? Mấy bạn đang xem video nè, mấy bạn có thấy ở trong làng này có cái gì đó thay đổi không? Bạn nhớ mấy bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Tự nhiên mình thấy có cái gì đó thay đổi hay sao bạn ơi, nhìn nó hơi lạ mắt thì phải. Ủa? Ôi trời. Ôi cái gì vậy? Tính ra rõ ràng cái này là nhà của anh Mr. Dịch Đực mà tại sao bây giờ là tự nhiên lại biến thành cái nhà màu đỏ của Kairon vậy trời? Ủa mấy bạn ơi, bộ anh Dịch với lại Kairon đổi nhà cho nhau hả ta? Cái gì kỳ vậy? Ủa đâu, để mình vô mình xem coi tại sao tự nhiên nhà của gọi là Kairon với nhà của Dịch đổi nhau vậy trời ơi. Ủa wow, tự nhiên cái nhà biến thành màu đỏ luôn bạn ơi. Từ từ để lên nhà coi Kairon có trong này không. Ôi Kairon kìa bạn. À hey, hello Kairon. Kairon hey, hey. Hey. Hello. Ủa? Ủa mày là ai? Thằng nhóc kia, mày là ai? Trời ơi, mấy bạn ơi, nhà anh Dịch có ăn trộm. Chết rồi, mình phải lấy vũ khí ra mình tiêu diệt nó. Từ từ, đây súng 6 nòng. À, thằng nhóc con này vô nhà anh Dịch ăn trộm đúng không? Anh ơi, bình tĩnh, anh ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Em là ai? Em là ai? Tự nhiên vô nhà của anh Dịch hả? Rồi cái gì đây? Từ cái gì mà tự nhiên vô nhà anh Dịch để bơm đồ tùm lum la? What? Chết rồi, anh Dịch bị bắt cóc rồi các bạn ơi. Ngươi là ai? Em xin tự giới thiệu em với anh là em là một người từ vùng khác lạ qua đây và em thấy căn nhà của anh Dịch đẹp quá nên là em đã quyết định ra một câu, đó chính là em đã đá anh Dịch ra khỏi nhà và em đã lấy căn phòng, lấy căn nhà này để em sửa lại căn nhà của em. Trời ơi bạn ơi, thằng nhóc này láo thiệt, trưởng team của Hero Team mà nó dám đuổi ra khỏi nhà, nó lấy căn nhà của anh Dịch các bạn ơi. À thằng nhóc này mày ghen rồi, đi ra ngoài nhanh lên, đi ra ngoài. Khoan, đứng im này, đợi nha, đứng im đây nha, không được đâu nha. Từ, mình mới nghe cái tiếng gì trên này, phải để mình lên coi. Hình như nó có đồng bọn các bạn ơi. Trời ơi, bạn coi kìa cái gì, nhà của anh Dịch mà bây giờ nó biến cái sân thượng thành cái chuồng gà luôn các bạn ơi. Thằng nhóc này, trời ơi, thằng nhóc này như vậy là không được rồi. Ôi trời, à, dám uy hiếp anh Dịch là chiếm lấy ngôi nhà ha. Bây giờ ta đã phát hiện rồi, ra đây nhanh lên. À, đâu để coi thằng nhóc này tên là gì đây, Boy Kích hả? Boy Kích là ai? Em có kênh YouTube không? Dạ có anh. Có hả? À, thằng nhóc này tên là Boy Kích, nó có kênh YouTube nha các bạn. Mấy bạn nhớ qua đăng ký ủng hộ cho nó nha. Nhưng mà thôi, nó là ăn trộm cho nên bây giờ mình cũng phải gọi là xử lý nó thôi. Đi ra ngoài nha lên. Bình tĩnh ơi. Rồi, bây giờ đứng im ở đây. Đây, bây giờ để báo công an nè. Nhưng mà trước khi báo công an là phải làm thực hiện một cái nghi thức đã. Từ. Đây. Nhà tù bằng kim cương. Nhanh lên. Leo đây đứng nhanh lên. What the hell? Nhanh lên, đứng vô giữa, đứng yên một chỗ, không được đi đâu hết nghe chưa. À, nhóc con này, dám vô nhà anh Dịch, ăn hiếp anh Dịch trong khi Dịch là trưởng team của Hero Team. Mà dám ăn hiếp Dịch để gọi là chiếm lấy ngôi nhà hả? Ok, rồi đứng yên đây nghe chưa, không đi đâu nghe chưa. Ui, sợ quá, dạ. Sợ quá. Rồi, okay, mà sao nó ngoan quá ta? Ủa sao mình thấy thằng nhóc này nó ngoan quá bạn, mà sao tự nhiên anh Dịch lại bị thằng nhóc này đuổi ra khỏi nhà ta, gì kỳ vậy? Ủa? Thôi kệ đi, tí nữa mình báo công an qua bắt nó sau. Bây giờ mình phải đi qua nhà của Simmy để gọi là uống trà sữa thôi, quên mất nhiệm vụ. Ok, la, Simmy ơi. Cái gì vậy? Ủa khoan, hình như là mình lại nhầm nhà rồi. Hả? Cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Trời ơi, lại đây chơi nè, bà thì bán lợn con. Ủa cái gì mà tự nhiên trong nhà Simmy cái gì mà nuôi heo, cái gì trời, gì mà heo tay xanh đầy trong nhà vậy? Ủa, trời ơi. Ai vô nhà của tôi? Ăn nhóc. À, cái gì? Không vô nhà tôi hả? Cái gì mà nhà của tôi? Cái gì mà nhà của tôi? Rõ ràng đây là nhà của mèo Simmy. Ngươi là ai? Ai mà biết được. Ủa, sao biết hay vậy?
Ủa? Chú mèo với bà Simi sao biết hay vậy? Ủa? À, mèo cận nè đúng không? Bông cận nè. Ủa sao thằng nhóc này nó biết mình ta? Tính ra mèo Simi là bạn của ta, ta không biết mèo Simi thì biết ai? Ủa mà ngươi là ai sao ngươi biết ta là Phong Cận? Hả? À thì hay con lít đúng thôi, không? Hay coi lít nè, coi trong đàn Hero Team là có Phong Cận nè, mèo Simi nè. À, hay coi video của ta hả? Ủa mà ngươi tên gì? Mình tên là Huy Henry Cute Forway, học me đáng yêu của mọi người đây. Hello à, mọi người. À, thằng Huy Henry. À, mình nhớ rồi bạn ơi, Huy Henry trong B-Team. Trời ơi trời, tính ra đây là lần đầu tiên nó vào trong làng Hero Team luôn bạn. Mà tại sao tự nhiên vô làng Hero Team sống biến nhà của Simi thành nhà của nó luôn vậy? Ê, Huy Henry. Huy Henry, anh nói em nghe nè. Tính ra em là thành viên của B-Team thì anh biết rồi đó. Nhưng mà tại sao tự nhiên em vô nhà Sim cái anh biến, em biến nhà Sim thành nhà em vậy? Chị Sim chỉ đi chơi với anh Cairon rồi nên không có nhà đâu mà anh muốn gặp Sim đúng không? Sim đi chơi với Cairon hả? Thôi anh không cần gặp Sim, anh chỉ cần biết là em gọi là đột nhập nhà bất hợp pháp. Trời ơi bạn ơi, hôm nay mình phát hiện ra nhiều ăn trộm quá. Mình lại lập được thêm công rồi. Đi ra nhanh lên, em có thấy cái danh tay không? Đang thấy cái danh tay anh không? Đi đâu rồi đây? Phải làm cách, tôi phải nghĩ cách để trốn thoát khỏi cây súng này thôi. Phải làm sao đây? Phải giải dụng. Làm sao nè? Hello, anh. Em là Simi Cute của mẹ của anh. Trời ơi bạn ơi, nó biết nói giọng con gái luôn bạn ơi. Thằng này là quái vật rồi, không được. À, bạn là mèo Simi hả? Mình là Simi Cute của mẹ của anh. À, bạn là mèo Simi Cute. Cute nè. Đi ra ngoài đây nhanh lên, đi ra ngoài đây. À, lại thêm một thằng nhóc ăn trộm nữa bạn ơi, vô nhà của Sim ha. Đứng ở đây. Ủa? Vô đây đồng luôn. Đồng bọn. Ủa, bị bắt rồi hả? À, đồng bọn. Hai đứa bay là đồng bọn nhau đúng không? Hả? Thằng nào nói trước? Bây giờ thằng nào nói trước đây? Rồi, kích đi, kích nói trước. Tại sao đột nhập vô nhà anh Dịch bất hợp pháp hả? Thấy nhà đẹp là vô hả? À, không. Anh Dịch có một cái nhiệm vụ đó chính là anh Dịch đi ra ngoài, mà em thấy anh Dịch đi ra ngoài đi đâu đó, nên em thấy căn nhà này trống, không có cái gì thứ gì để trong đó, và cái màu rảnh xấu quá nên em quyết định là em thay đổi lại nội thất và cả ngoại thất sao cho nó phù hợp với cái tính cách quay. Trời ơi bạn ơi, nhà của anh Dịch mà nó dám kêu màu vàng xấu, mặc dù xấu thiệt ha. Ôi, nhưng mà như vậy là không được. Thấy nhà người ta đang đóng cửa mà đột nhập vô nhà người ta, như vậy là không được bạn ơi, như vậy là không tốt nha. Mấy bạn fan nhớ nè, là không bao giờ được gọi là phép gọi là vào nhà của người mà mình không quen biết nha. Thứ nhất là bạn sẽ gặp nguy hiểm. Thứ hai nữa là nếu như mà bạn đột nhập vô nhà người ta thì mấy bạn, dù mấy bạn không làm cái gì, không lấy gì của người ta, thì mấy bạn cũng sẽ được gọi là ăn trộm. Đó, giống như hai nhóc này các bạn. Đó, vô nhà người khác nè. À đúng rồi luôn hả? Đúng rồi. Ok, đúng rồi. Các bạn nên nghe theo nha. Đúng rồi, các bạn nên nghe theo nha. Thả cái đầu mày chứ thả. Bây giờ hai đứa đi theo anh lên đồn công an, nhanh lên. Đi đây, nhanh lên. Đây. Nhưng mà Sim kêu em giữ nhà giùm mà. Ê, Sim kêu em giữ nhà giùm, nhưng mà không có nghĩa là em sẽ biến ngôi nhà của Sim từ màu xanh trở thành màu vàng, hiểu không? Cái này là em đang phá hoại tài sản của người khác. Đi lên tù, nhanh lên. Đi theo tôi. Bị bắt rồi hả mọi người? Đi theo tôi, bây giờ nè. Bây giờ cái nhà tù bên kia thấy không? Thấy cái nhà tù bên kia không? Đâu, thấy không? Nhà tù kìa đâu? Cái nhà tù của cái ngôi sao vàng vàng trên kìa, thấy không? À, thấy rồi. Rồi, đi qua đó nhanh lên. Đi qua đó, anh dẫn mấy đứa đi, nhanh lên. Cái này là tội rồi, có tội rồi, không tha thứ được rồi. Bây giờ phải dẫn đi nhà tù các bạn ơi, không được. Mình sẽ nhốt Huy Henry vô nhà tù màu hồng, bởi vì nó biết nói tiếng con gái. Đấy. Đi nhanh lên. Wow. Đi nhanh lên. Đấy. Nó nói tiếng con gái đâu. Trời ơi, nó đang nói tiếng con gái các bạn. Trời ơi, thằng nhóc này. Ok. Mọi người ơi, có thấy giống tiếng con gái không mọi người? Trời gớm quá ông nội, gớm quá ông nội. Đi vô đây nhanh lên, từ từ. Mở cửa. Mở cửa. Bị phát ơi. Mở cửa. Thôi, đừng có bắt em mà, em hiền lắm á. Hiền cái đầu hai đứa bay, hiền ha, hiền cái nỗi mà vô phá nhà người ta. Ê, đi đâu thằng bay kích kìa. Đi xuống dưới hầm. Trời ơi, không thuộc địa hình dưới trơn á, địa hình trong này mình thuộc luôn á. Đúng rồi, Huy Henry nó biết địa hình trong này cho nên là nó đi vô nhà, đột nhập nhà ta luôn rồi. Kích vô nhà tù này, nhanh lên. Đóng cửa lại. Ôi, vậy em màu hồng hả? Đúng rồi, Huy Henry vô nhà tù màu hồng, nhanh lên. Ôi dồi ôi, Huy màu vàng mà màu hồng, ôi dồi. Rồi, ok. Trời ủa, gì vậy? Ủa, sao ra được vậy? Trời ơi. Cái gì rồi? Trời ơi mấy bạn ơi, thằng nhóc này không chỉ là nó biết nói tiếng con gái mà nó còn biết đi xuyên tường nữa bạn ơi. Đi vô lên, không được đi ra nữa nha. Em thử đi ra thêm lần nữa coi được không. Rồi xong, nhà tù hư rồi, không được. Em có siêu năng lực đó. Ok, em có siêu năng lực hả? Siêu thích anh. Bỏ đi em. Anh là con trai thẳng nha, với lại anh có xa mà anh không chơi BD. Ok. Đâu, em nghe bài hát đó hay lắm nên em hát cho nó vui. Ok, rồi. Bây giờ anh sẽ lấy cái block màu hồng, anh chặn đường lại đấy, cho mày khỏi ra luôn. Đấy. Như vậy là em được. Hả?
Vậy đúng rồi, anh để vậy để em thấy đường. Rồi ok, đứng trong đó hết chưa, không được ra ngoài hết chưa. Không, thằng nhóc này nó nguy hiểm đó bạn ơi, đi xuyên tường được, cho nên là mình sẽ đập trên đây ra xong mình chặn trên đây luôn đó. Một block nó không thể nào chui qua được. Đấy ok. Rồi, một tí nữa có người đến bảo lãnh đưa 100 kim cương thì anh mới thả hai đứa bay ra, chứ không thôi là anh sẽ nhốt hai bay trong đây mãi mãi luôn. Đấy ok bạn ơi. Hôm nay Phong Cận trong một lúc đi uống trà sữa và Phong đã phát hiện được hai kẻ ăn trộm đột nhập vào trong nhà của Phong và nhà của Dịch và Simi và đã bắt được hai tên trộm này rồi. Nếu như các bạn biết hai tên trộm này là ai thì nhớ gọi là bình luận ở bên dưới cho mình biết nha, chứ mình không biết hai tên trộm này ai hết, nghe nói cũng là làm YouTuber luôn nhưng mà dám đi ăn trộm vậy là không được rồi. Vậy là không thể nào mà chấp nhận được rồi. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thích video này nè thì đừng quên là hãy để cho Phong một like nè, một share nè, và nhớ nhấn subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của Phong, và cũng đừng quên đăng ký họ cho em tên gì, cái em màu đỏ, em tên gì à? Mình là Boykit nè. Boykit hả? Ok Boykit nè. Rồi em tên gì? Em tên là Huy Henry Bá Lô. Mọi người nhớ đăng ký nha, đăng ký nha, I love you chú. Thôi đăng ký gì đăng ký, đi ăn trộm nhà ta còn đòi ăn, còn đòi đăng ký nữa hả? Ok rồi, cảm ơn anh em nha đã xem video này nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt mọi người, còn giờ mình đi uống trà sữa đây. Sáng giờ bắt hai tên trộm chưa kịp đi uống trà sữa nữa. Tạm biệt. Không có ai bán ăn trà sữa đâu anh ơi. Anh tự vô nhà anh lấy trà sữa uống luôn. Ủa gì thôi, ủa gì, ủa gì tính ra mình làm gì mình khác gì ăn trộm ta. À thôi, kệ, mình vô mình uống xong. Tại vì Sim là bạn của mình mà, cho mình vô mình uống trà sữa xong rồi mình bỏ tiền lại. Ok đi thôi.